Bảo đi làm bằng đam mê mà ai cũng tin. Người phụ nữ sáng dọn hàng quán trà đá, chiều đến đánh con mèo vào nhà cất, khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Trên một khu phố sầm uất nhộn nhịp, mới đây một người phụ nữ đã có buổi khai trương quán trà đá hết sức vui vẻ và ấm áp. Tuy không có đèn hoa như người ta, cũng chẳng có khách mời nào đặc biệt, nhưng quán của bà vẫn nườm nượp người ra vào. Bởi dù sao, bà cũng đã gắn bó với nghề này trên dưới cả thập kỷ rồi. Được biết, quán chỉ vỏn vẹn 75m², xương xương đâu đó khoảng 12 tỏi chứ không nhiều. Quán trà đá được bà chu đáo đặt ở tầng trên để tiện cho các cụ dễ đi lại, còn các thanh niên cũng đỡ mất thời gian đi thang máy lên tận tầng 4 chỉ để uống cốc trà. Việc bà khai trương sau cả chục năm kinh doanh được bà cho biết là làm cho đúng thủ tục, chứ nhìn quả đèn led nhấp nháy kia là ai nấy đều tin công việc của bà thuận lợi đến đâu rồi. Cũng là buôn trà nhưng công việc chính của bà nó lạ lắm. Việc làm bà vui mỗi ngày là được chém gió chém bão với các vị khách đến thưởng trà. Còn lý do tại sao bà lại chọn nghề này là bởi vì vị trí quá thuận tiện để bà trông coi những cửa hàng cho thuê ở phía đối diện. Thảo nào bà nói bà làm vì đam mê mà ai cũng gật đầu lia lịa vì đồng ý. Không ít anh em bắt đầu lôi giấy bút để vạch ra ngay kế hoạch đi bán trà của mình. Chứ cuộc sống tỷ phú thầm lặng này chính là điều ước mỗi đêm của không ít thanh niên ấy chứ. Các bạn nghĩ sao về quán trà đá với biển hiệu xịn sò hơn cả showroom ô tô này? Cùng chia sẻ xuống dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.